về giùm em phong bao lì xì 500.000 đồng. Quay số luôn Thi ơi. Thi ơi hỗ trợ quay số của chị nha. Mẹ ơi, mẹ à. Anh em ơi, em trai, 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 em mình là BD chứ mình đừng có bị khùng xu quá rồi. Quyền anh ơi, anh thơm phức hả? Thơm không? Anh thơm mùi Chanel. Tại vì anh chưa có địch đó. Anh định mày hứa nhà cái con này mắm dứa hả? Nó lên nhà, lên nhà lúc nào nó cũng khùng xuống. Rồi nó quay cái mặt nó dùng cái mọc của ông ta còn buông gì hết sợ. Cái nhà nó đưa vô vậy nè, ngu ghê. Chị vô cùng giờ chị thông qua đậu thủy đó em. Bây giờ chị đâu có biết mấy bà thủy hiếp chị đâu. Đẻ ra cái con này ơi, cái mặt nó vô thủy đầu chó y chang hả. Trời ơi đẹp, đẹp nhất của Lô Tô Hương Nam đó quý vị. Đây là hoa khôi đời đầu tiên của Hương Nam. Và ngày mai người đẹp Hồ Tiểu Vy sẽ nhường ngôi lại cho chương trình ngày mai. Đó là chương trình Hoa Khôi Hương Nam. Ngày mai là cuộc thi đúng quý vị nha. Hoa khôi là trời ơi trời má ơi. Ê nó nghe nè Xu ơi. Sao chị? Em cho đọc giải hoa khôi. Rồi em có cho đọc giải mấy ông làm hồ không? Có chị. Còn người nào đọc hoa khôi, những người còn lại đi làm hồ chả ba gác hết. Rồi 20.000 đồng là mẹ đây nè Cưng ơi. Rồi quý vị nào chưa có vé dạng nè 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 vô bên trong dùm cho các Thi luôn. Hồ Tiểu Vy con gái của mẹ đó đưa vé cho anh ba. Quý vị nào chưa có vé quý vị cứ việc giơ tay lên rồi Suri hỗ trợ cho các chị em. Vy ơi Vy, người chiều quá ấy chưa? Có lăn nách chưa? Mày vô mày chờ mày bán tao che mũi kìa má. Trời ơi, trời ơi. Vậy là đồn mình. Nó hỏi em nữa kìa. Ở đây có bán bún mắm hay em đó. Trời ơi, vậy là đồn mình. Có hai người bị ho nát luôn. Ai nữa? Đâu ai đó khùng. Thì không Vy này. Một người rồi. Vậy ai nữa? Chị Bi Bi Phụng nữa chứ. Chị Bi Bi Phụng. Ôi hèn chị mấy bữa nay chị nghe mùi mắm ruốc. Đó, đứng chạc ra xíu đi má ơi. Chị Phụng đứng đổi mình hơn đi. Chứ không sao, có kỳ thị chị. Sao kỳ thị chị dưới gì giờ kỳ thị. Đó. Không gì làm tình yêu xa cách, chỉ có hơi nách làm xa cách tình yêu đó chị. Còn mình rồi. Từ cái bây giờ xin mời việc chúng ta bắt đầu. Giờ số và còn chúng ta không chú ý xin làm thông tin cho mình hoàn chất nhiều lời ngay đó. Đó. Ai chưa dễ giơ tay được cái gì ơi. 20.000 đồng cho chung lời này kìa dễ dễ em ơi. Làm của mình giải. Rất không bên ngoài. Bên mặt có đôi lời mời. Có đôi lời mời. Có đôi lời cảm ơn được quý vị khán giả. Các đợt đây cũng ủng hộ được cho Lô Tô Hương Nam. 20.000 đồng thì mình có hàng nha. Không bao lì xì rất là dễ thương dành tặng cho chị nhân viên mặt không có đến đây. Không có gì đầu tư cho là rất nhiều. Chứ còn mình ăn chung chương trình tổ hôm nay luôn quý vị ơi. Tôi số gì là mấy, chị đi cô mấy, chị đi mấy, chị đi cô số gì đây. Cô số gì là mấy, chị là thứ tình, thứ vui dùm cho em. Làm thế này em bán hai chục ngàn. Người anh yêu thì mua giúp chị cho em. Tờ nghe anh cho nên mắt ra cô rẻ. Ai chung tình vui cho em, chân thành là khám mờ. Mấy bán cô số gì là bé tôi ơi. Chị đã quay trong đám qua một ngày. Cứ thú vị chị làm em quý tay. Là chị làm em ấp rủi nhiều may. Có lẽ là nhiều may mắn không có gì. Bỏ anh hùng bỏ anh chôn. Cô số chị là mấy. Chị đây cô mấy chị đây mấy. Chị đây chị đi qua đầu em trên cái con của hà ra. Áo bước qua đi thật là buồn buồn. Cái chân là chị đi cô. Bắt đầu em trên logo. Logo logo quý thầy mà quý cô. Đừng tắt suy nghĩ đến lộn con lộn chung. Rồi chắc em chịu lộn mà số gì ta. Số gì ta mẹ gì ta. Đến luôn nghe nghe từ cái mặt yêu số. Gọi em không nhìn người thì người đất đời nhà anh. Nghe lẽ chân tay em bao hai chục ngàn. Cô bác thương tình tôi chết chụp cho tụi các em. Cảm ơn số gì ta. Mẹ gì đi cô mấy gì đây. Cô số gì ta mẹ gì ta mô hết gì ta. Gió bóng về sáng ơi những mùi chuối sao nhà. Con số ba, 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 con số
Một phiếu rút thăm may mắn cuối giờ và cái cùi vé Tuyền đã bỏ vô trong thùng này nè quý vị. Đó chúng ta sẽ rút tối đêm nay sẽ là giải thưởng 1 triệu đồng và nó sẽ được cộng dồn cho ngày mai nữa quý vị. Đêm nay không trúng giữ phiếu đó lại mai dò tiếp. Giá trị giải thưởng là 5 phân vàng thưa quý vị. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số dòng lời 071 đúng dòng lời đúng kiểu 22 con lè có nhức lầu số 3 có gì lầu 37 có tam lầu 45 tập lầu với những đồng lời 071 đúng lời 22 1 33 33 45 từ bà nói 33 thôi chưa nha 33 chưa cái 37 trời ơi trời bây đây mà mắt bị cận 37 có 2 45 có 3 bên và 2 chữ viên kim tầm 1 có gì đọc lại chị để cho đọc có 3 con nè chị 22 có 1 số 3 có 2 37 có 3 45 đi đủ bên và đủ 4 số hàng ngang và bây giờ chúng ta chia đều nha chị nha. Thì mọi người sẽ nhận về giùm em phong bao lì xì 500.000 đồng. Quay số luôn đi ơi. Đi ơi hỗ trợ quay số cho chị nha. Mẹ ơi mẹ à. Anh em ơi em trai em trai em trai vừa vừa. Để quay số nó nhanh nha. Em sẽ được đây là đây là đây là đây là đây là đây là đây. Em với mẹ sẽ quay số. Nếu ai lớn người đó sẽ nhận được một cái bôi chè của hệ thống gặp hoa Sài Gòn Tâm Đức. Vào lọc thì giá 1 triệu đồng nha. Mẹ có nít tặng cho con gấu nè. Rồi và bây giờ em trai trước nha Thi ơi. Em trai trước ạ. Số mấy em dở lên coi luôn đi. 59. Vâng, 59 là mẹ ơi. Dạ còn 60 mẹ yên tâm. Ôi, hay quá. Cái gì? 12. 12, dạ con. Goodbye my love. Ủa, mẹ
tụ quần tắc su su su. Mình là BD chứ mình đừng có bị khùng su quá rồi. Quỳ nghe chưa? Anh thơm phức hả? Thơm không? Anh thơm mùi Chanel. Tại vì anh chưa có địch đó. Anh địch thì mày hứa chưa? Còn này móng dưa hả? Nó đen dài, cái nhà lúc nào nó cũng khùng su. Rồi nó quay cái mặt nó dùng cái mọc của ông ta còn ngu gì hết sợ. Cái nhà trai nó thấy vậy nó đưa vô vậy nè. Ngu ghê không? Con này nó thật sự. Bà làm hai lần rồi đó. Hèn chắc bà khôn kìa, thấy không? Chắc bà khôn kìa. Cái miệng mà quá trời rồi. Cái quần nó nghe nè, cái quần áo dài mình đừng có mặc để mình lấy mình đội đi chị. Trời ơi là trời. Quá đẹp quá hả? Rồi kính thưa quý vị, dòng lại này 30.000 đồng là vẽ. Còn ngay bây giờ, xin mời vàng ở đây, đem vàng ra đi. Đó, để cho quý vị sẽ xem vàng luôn quý vị nha. Bây giờ dòng lại này chúng ta sẽ nhận qua đó là 5 phần vàng của PNC nha. Với chị nhắn tại đây ạ. Vâng, kính thưa quý vị, 5 phần vàng. Và nếu xảy ra trường hợp vinh trùng, nếu mà một chủ nhân đoạt giải thì người đó nhận đúng chiếc nhẫn vàng này luôn. Còn nếu xảy ra trường hợp vinh trùng, chúng ta có thể chia đều dựa trên hóa đơn mua vàng, đó là 2.605.000 đồng. Quý vị, chúng ta sẽ làm tròn 2.600.000 cho quý vị nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu, cùng giao lưu và gặp gỡ với người đẹp Sơn Ca và người đẹp Dạ Thảo. Một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ?